Thưa quý vị và các bạn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một trí tuệ lớn, một nhà lãnh đạo lỗi lạc của cách mạng Việt Nam, nhà tư tưởng, nhà văn hóa, ngọn cờ lý luận của Đảng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đã đi vào cõi vĩnh hằng. 80 năm tuổi đời, 50 năm tuổi Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng, suốt đời tận hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vì hạnh phúc của nhân dân. Những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc đã để lại ấn tượng sâu sắc và tình cảm đặc biệt trong lòng cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước, trong đó có các văn nghệ sĩ Vĩnh Phúc. Trong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc hôm nay với chủ đề Văn nghệ sĩ Vĩnh Phúc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng tôi mời tới trường quay hai vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu nhà thơ Nguyễn Ngọc Tung, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Phúc. Trân trọng giới thiệu họa sĩ kỷ lục gia Hoàng Trúc. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa hai vị khách mời, khi mà chúng ta nghe tin là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, thì không biết rằng lúc đó cái cảm xúc của nhà thơ Nguyễn Ngọc Tung cũng như là họa sĩ kỷ lục gia Hoàng Trúc cái cảm xúc như thế nào? Khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, không chỉ riêng tôi mà tất cả các văn nghệ sĩ Vĩnh Phúc đều bàng hoàng xúc động với niềm tiếc thương vô hạn. Còn họa sĩ kỷ lục gia Hoàng Trúc, cái cảm xúc của anh như thế nào? Trong một cái bữa cơm buổi chiều ngày 19, khi gia đình tôi đang ăn cơm, thì truyền hình Việt Nam thông báo là bác Nguyễn Phú Trọng đã từ trần. Gia đình nhà tôi hết sức bàng hoàng và vô cùng thương tiếc bác. Bác Nguyễn Phú Trọng là người giản dị, gần gũi, mộc mạc và chân thành. Cả cuộc đời bác đã tận tụy với nước, với dân. Bác Nguyễn Phú Trọng đã làm việc cho nước, cho dân và cho Đảng. Đến hơi thở cuối cùng, chúng tôi hết sức xúc động và hết sức thương tiếc. Thưa quý vị và các bạn, với mỗi người con đất Việt, chắc chắn đều có chung cảm xúc như hai vị khách mời chúng tôi ở đây. Đó là không khỏi bàng hoàng, thương tiếc trước sự ra đi của một nhà lãnh đạo đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Bày tỏ lòng thương tiếc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều nhà nghiên cứu trong ngoài nước, các cán bộ đảng viên hay những người dân bình thường đều thể hiện tấm lòng chân quý đối với Tổng Bí thư. Và trước khi chương trình này diễn ra, chúng tôi đã nhận được rất nhiều bài thơ hay, bài viết xúc động của bạn xem đài gửi cho chương trình viết về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong đó có bài thơ Nhớ người. Tổng cộng nay đã 80 xuân, bí sử huyền thư khắc ký công, thư binh lỗi lạc vang trời đất, Nguyễn tộc tử tôn tiếp gương người, phú quý không màng vì đất nước, trọng tình trọng nghĩa với non sông, muôn vạn con tim nay đổ lệ, năm nay tổ quốc tiễn anh hùng. Vâng, thưa các vị khách mời, đây là một bài thơ rất hay và rất xúc động. Nếu mà chúng ta để ý kỹ thì các chữ đầu mỗi câu ghép lại sẽ thành một câu hoàn chỉnh rất ý nghĩa. Thưa nhà thơ Nguyễn Ngọc Tung, không biết rằng ông có cái cách thể hiện cảm xúc của riêng mình như thế nào thông qua những cái tác phẩm thơ của ông ạ? Chúng ta tin tưởng sâu sắc rằng cùng với sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước, sự đồng tình ủng hộ của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, sự nghiệp phát triển nền văn hóa Việt Nam sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, góp phần xây dựng đất nước ta phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. Bác ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn cho nhân dân, cho các văn nghệ sĩ chúng tôi, để tỏ lòng thương tiếc và thành kính đối với người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi đã xúc động và viết bài thơ Người là ngôi sao sáng ngàn năm. Vâng, và có lẽ trong chương trình ngày hôm nay thì
để quý vị và các bạn chúng ta thấy được cái tấm lòng tình cảm của văn nghệ sĩ Vĩnh Phúc nói chung, trong đó có nhà thơ Nguyễn Ngọc Tung thể hiện cái tình cảm của mình, sự trân quý của mình đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thì ngay sau đây xin mời nhà thơ Nguyễn Ngọc Tung sẽ thể hiện trọn vẹn bài thơ này. Cho con gọi tên người là Bác, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đời giản dị như vần thơ khúc hát, tên người tỏa sáng một vầng dương. Người đốt lò quét sạch quan tham, xây cơ đồ nước non giàu mạnh. Người trèo lái con thuyền cách mạng, kiên định con đường đi tới tương lai. Cả một đời vì nước vì dân, như cây tre vững gốc dẻo cành. Nay người đi mây hồng nhẹ cánh, để lại một tấm gương trong. Chiếc xe cũ cùng người qua năm tháng, tắm bụi trần nay cũng rưng rưng. Nhà công vụ vắng người hôm sớm, hoa ưu đàm nở trắng cành xưa. Người ra đi gặp Bác Hồ, cụ Các Mác, Lenin, cụ già, em nhỏ cũng buồn thương. Tất cả hướng về nơi cầu vồng đón Bác, trái tim lớn trong triệu triệu trái tim. Tiễn đưa người chậm chậm bước chân, chuông trấn quốc gõ nghiêng chiều thương nhớ. Trời Ba Đình lại một mùa mưa đổ, người là ngôi sao sáng ngàn năm. Dạ vâng, xin cảm ơn nhà thơ Nguyễn Ngọc Tung. Và chúng tôi nghĩ rằng khi mà quý vị khán giả đang xem chương trình này và đặc biệt là được nghe bài thơ này của nhà thơ Nguyễn Ngọc Tung thì chắc chắn quý vị cũng sẽ đồng cảm chúng tôi, ngập tràn cái cảm xúc về tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thưa quý vị và các bạn, họa sĩ kỷ lục gia Hoàng Trúc là một trong những gương mặt nghệ sĩ rất quen thuộc trên sóng truyền hình Việt Nam và đài phát thanh truyền hình Vĩnh Phúc trong suốt thời gian qua. Hiện anh đang có một bảo tàng tranh tư nhân ở phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên. Ở đó, bên cạnh các tác phẩm tranh về đề tài làng quê Việt Nam, thì số lượng các tác phẩm tranh chân dung cũng phần nào khẳng định tên tuổi của anh. Trong đó có chân dung về các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Thưa họa sĩ kỷ lục gia Hoàng Trúc, chúng tôi được biết rằng anh đã vẽ hàng ngàn bức chân dung, trong đó có chân dung về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng nhiều các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Vì sao anh lại quyết định vẽ về đề tài này? Đối với lại họa sĩ ấy, thì tôi nhận thức là để có một cái cuộc sống ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay là phải cảm ơn Đảng, ơn Nhà nước và ơn Bác Hồ. Chính vì vậy tôi đã dành ra 10 năm để vẽ chân dung các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và đặc biệt là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt là chân dung của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Việc xuất phát mà vẽ những chân dung này là do tôi tình yêu, do cái lòng kính trọng của tôi đối với Bác Nguyễn Phú Trọng và đối với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, và cũng là góp một phần rất nhỏ bé của mình vào cái việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của chúng ta giàu đẹp hơn, phồn vinh hơn. Tôi đã dành hơn một tháng để vẽ bức chân dung này. Cái quan trọng nhất là về hình, tức là phải nhìn là phải giống. Cái thứ hai là về màu. Cái màu mà để nói được cái giản dị, cái mộc mạc của Bác Nguyễn Phú Trọng đó, từ ánh mắt, nụ cười, nó toát lên được, nó thể hiện được cái nhân hậu, cái mộc mạc và cái sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và tôi mong rằng thời gian tới tôi sẽ tiếp tục vẽ thật nhiều các chân dung về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đại tướng Võ Nguyên Giáp và đặc biệt là chân dung của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đó chính là cũng một phần, góp một phần rất nhỏ bé của mình vào cái việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của chúng ta. Dạ vâng, rất cảm ơn sự chia sẻ của họa sĩ kỷ lục gia Hoàng Trúc.
như chia sẻ của ông thì chúng ta thấy để vẽ một bức chân dung đòi hỏi rất công phu đúng không ạ? Và cái sự tài năng khéo léo của người họa sĩ từ cái đường nét hình khối cho đến đặc biệt là cái hòa màu đúng không ạ? Để lột tả được cái tính cách phẩm chất đúng nghĩa của một cái tác phẩm chân dung đúng không ạ? Kính thưa toàn thể quý vị và có lẽ quý vị đang xem chương trình truyền hình của chúng tôi ngày hôm nay cũng như các vị khách mời đây thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng chứng kiến xem là họa sĩ kỷ lục gia Hoàng Trúc đã thể hiện bức chân dung của các đồng chí lãnh đạo Đảng Nhà nước, đặc biệt là chân dung của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thưa quý vị và các bạn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một trí tuệ lớn của cách mạng Việt Nam, nhà tư tưởng, nhà văn hóa, ngọn cờ lý luận của Đảng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giờ đây đã đi xa. Song lịch sử dân tộc Việt Nam, trái tim của các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau, khắc ghi công lao to lớn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, sống trọn cuộc đời vì nước, vì dân. Đây cũng chính là động lực để các thế hệ người Việt Nam tiếp tục phấn đấu, học tập và làm việc, đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian tình cảm để tham gia chương trình đặc biệt này của chúng tôi. Thưa quý vị, trước khi khép lại chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài thơ có nhan đề Có một trái tim của tác giả Nguyễn Văn Trường, thể hiện nghệ sĩ ưu tú Thành Trắc. Và đây cũng là nén tâm nhang mà những người làm chương trình cũng như các vị khách mời gửi tới anh linh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái kính chào tạm biệt. Trên ngực áo không một tấm huân chương, có một trái tim dưới làn áo mỏng. Lời của bác vẫn còn vang vọng, thổn thức trái tim chiều chiều con người. 80 năm sống tròn cuộc đời, 57 năm vẹn toàn với Đảng. Suốt một đời giữ tâm trong sáng, danh dự thiêng liêng, cao quý vô ngần. Chí công vô tư, liêm chính kiềm cần. Cả nước mang ơn người đốt lò vĩ đại. Ý Đảng lòng dân, tròn đời sáng mãi. Vị thế Việt Nam vươn tới tầm cao. Đất nước hôm nay luôn mãi tự hào, người học trò xuất sắc của Bác Hồ vĩ đại. Vĩnh biệt Bác, tròn đời nguyện ghi khắc, dưới làn áo mỏng có một trái tim.